Việc nhu cầu đi thuê các căn hộ xa trung tâm tăng mạnh trong đại dịch đã tạo bệ phóng cho Airbnb, dù trước đó doanh thu của kỳ lân này đã tụt dốc hơn 30% vì các lệnh phong tỏa. Thật mừng khi các nhà đầu tư đã tin tưởng chúng tôi. Airbnb không chỉ đơn thuần là một công ty mà là một cộng đồng. Lần IPO này sẽ giúp Airbnb tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn nữa trên thế giới. Với mức giá chào bán 68 đô la Mỹ một cổ phiếu, Airbnb đã huy động thành công 3,7 tỷ đô la Mỹ trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng và trở thành lần IPO lớn nhất nước Mỹ trong năm nay. Cổ phiếu Airbnb ngay lập tức tăng tới 115%, đánh dấu một năm bội thu của các công ty công nghệ. Sau một ngày IPO, hiện các nhà đầu tư phải bỏ tới 146 đô la Mỹ, cao hơn gấp đôi so với mức giá chào sàn để sở hữu một cổ phiếu Airbnb. Qua đó, đưa vốn hóa thị trường của startup này vọt lên mức gần 100 tỷ đô la Mỹ. Nhiều người thắc mắc về thời điểm IPO của Airbnb, tại sao không đợi đến khi ngành công nghiệp không khói hoàn toàn phục hồi sau đại dịch mà lại niêm yết trong thời điểm nhạy cảm này? Đơn giản vì các nhà đầu tư muốn có tiền. Tuy nhiên, bước ngoặt mang tên đợt IPO lớn nhất này khiến giới đầu tư lo ngại liệu họ có đang mua cổ phiếu Airbnb với giá quá cao hay không, nhất là trong bối cảnh các đợt IPO mới đang khan hiếm trên thị trường chứng khoán Mỹ. Hiện có một làn sóng các nhà đầu tư mới đổ tiền nhàn rỗi vào thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, đội ngũ này thiếu kinh nghiệm phân tích và thường sẽ chỉ chọn những cổ phiếu tên tuổi mà họ biết đến. Và trong trường hợp này, cổ phiếu Airbnb đã bị đẩy giá lên quá cao, bong bóng chứng khoán có thể sẽ xảy ra. Khi đó các nhà đầu tư như tôi sẽ ngay lập tức rút tiền khỏi kỳ lân này. Thế nhưng bất chấp những rủi ro, vẫn có lý do chính đáng để lạc quan về lần IPO này. Khi nhu cầu du lịch bị dồn nén, sẽ có thể bùng nổ ngay khi vaccine COVID-19 được phát triển thành công. Mô hình kinh doanh độc đáo này đã tạo ra giá trị cho cả chủ nhà lẫn những khách du lịch đang tìm kiếm một môi trường sống và làm việc từ xa, an toàn hơn trong cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu.